Thưa quý vị, thưa các bạn, theo đánh giá của Bộ Công Thương, bước sang năm thứ 11, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã đi đúng hướng và mang lại những kết quả to lớn, hiện hữu cho doanh nghiệp sản xuất cũng như cho nền kinh tế của đất nước. Những kết quả đó đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, bảo đảm cân đối cung cầu, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu. Theo vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, hiện nay tỷ lệ hàng Việt tại các hệ thống siêu thị trong nước duy trì ở mức cao như Co.opmart từ 90 đến 93%, Satcha 90 đến 95%, Vitsan 95%, Vinmart 63% tùy theo mã hàng. Báo cáo năm 2019 của các doanh nghiệp phân phối cho biết, tỷ lệ hàng Việt tại các siêu thị nước ngoài cũng chiếm từ 60 đến 96%. Cụ thể, Lotte 82% theo doanh thu và 84% theo số lượng mặt hàng. Big C 96% theo doanh thu. Aeon 80% theo mã hàng. Auchan 65% theo mã hàng, Mega Market 95% theo mã hàng. Đối với kênh bán lẻ truyền thống, tỷ lệ hàng Việt tại các chợ, cửa hàng tiện lợi chiếm tỷ lệ từ 60% trở lên. Thông điệp người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được Bộ Công Thương tuyên truyền, lan tỏa mạnh mẽ theo nhiều hình thức, trở thành hành động trong mọi tầng lớp, nhà sản xuất, người tiêu dùng. Trong thời gian qua, chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng cuộc vận động đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện. Vì vậy đã thu hút được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đến nay, các mặt hàng do doanh nghiệp trong nước sản xuất ngày càng được đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã đa dạng, giá cả cạnh tranh. Các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ngày càng chiếm tỷ lệ cao trong hệ thống phân phối cả truyền thống lẫn hiện đại. Nhà sản xuất cũng đã nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trước người tiêu dùng. Cái hoạt động lưu thông phân phối hàng hóa được thông suốt, các cái cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu thì làm rất là tốt. Và hàng hóa thiết yếu, hàng hóa đến tận tay người tiêu dùng ở mọi miền của Tổ quốc, tận vùng sâu, vùng xa và miền núi, miền hải đảo, thì người dân, người tiêu dùng cũng được tiếp cận với những hàng hóa tiêu dùng. Cái hạ tầng thương mại là phát triển rất là tốt. Hạ tầng thương mại nó bao gồm kể cả trong năm qua thì Bộ cũng hỗ trợ nhiều địa phương xây dựng những cái trung tâm thương mại, trung tâm phân phối, và kể cả hạ tầng thương mại ở vùng thương mại biên giới miền núi thì cũng đã xây dựng một số cái chợ, một số cái hạ tầng thương mại ở vùng sâu, vùng xa đáp ứng cái nhu cầu tiêu dùng cũng như phục vụ cho phát triển lưu thông phân phối. Theo khảo sát của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, mức sống của người dân ngày càng cao, nhất là tại các khu vực thành phố như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Vì vậy, để hàng Việt Nam đến được với người tiêu dùng như hiện nay, đã phải trải qua sự cạnh tranh với các sản phẩm nhập ngoại một cách khốc liệt khi quá trình lựa chọn, mua sắm hàng hóa của người tiêu dùng phụ thuộc nhiều yếu tố, từ nhận thức đến nhu cầu, đến xem xét và lựa chọn. Trong thời gian qua, nhiều chương trình kết nối giao thương, hội nghị, hội thảo, xây dựng mô hình liên kết để tiêu thụ và quảng bá hàng Việt được các sở, ban, ngành, các hiệp hội, tổ chức đã xây dựng được mối liên kết giữa sản xuất và tiêu dùng, tạo ra những chuỗi cung ứng sản phẩm bền vững. Thì Bảo Minh từ xưa đến nay là luôn luôn mạnh nhất là thị trường nội địa. Chúng tôi phân bổ với 4.500 điểm bán trên toàn quốc, với tận tay chăm sóc người tiêu dùng, đồng hành với các nhà bán lẻ, để thấy rằng truy xuất nguồn gốc sản phẩm với quy hoạch vùng trồng. Và chúng tôi xuyên suốt từ đồng ruộng cho tới bàn ăn với một cái chất lượng được trên quy hoạch trên vùng. Và chúng tôi luôn luôn chú trọng đến thị trường trong nước, là thị trường mà có thể tiêu dùng ngắn và tiêu dùng được rất nhiều đặc sản. Vì đặc sản nó không có nhiều ạ, và 40 loại gạo luân phiên nhau. Năm 2020, ngay từ đầu năm, dịch bệnh COVID-19 lan rộng đã ảnh hưởng đến kinh tế nhiều quốc gia trên thế giới. Do vậy, càng khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam phải phát huy hết năng lực sản xuất, kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng ngay tại thị trường trong nước, phát huy hơn nữa vai trò liên kết trong sản xuất kinh doanh. Về phát triển thị trường trong nước vẫn là một cơ hội mênh mông cho những cái nỗ lực sáng tạo của các doanh nghiệp Việt Nam. Thông qua vai trò của Bộ Công Thương, của cộng đồng doanh nghiệp, của các hiệp hội doanh nghiệp sẽ thúc đẩy một cái hệ thống kết nối, thúc đẩy một cái thị trường nội bộ để chúng ta có thể tăng cường cái việc tiêu thụ hàng hóa sản phẩm của nhau, của các doanh nghiệp, và khuyến khích cái người tiêu dùng Việt dùng hàng Việt. Tất cả những cái cách thức này được thực hiện một cách tự nguyện, thông qua sự phối hợp các tự nguyện thì sẽ không vi phạm những cam kết quốc tế mà chúng ta đã tham gia, nhưng vẫn tạo nên một cái lực đẩy quan trọng từ thị trường trong nước, hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam. Theo ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tận dụng thời cơ, phát huy thế mạnh, đối phó với thách thức, khó khăn khi Việt Nam đã chính thức tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới như CPTPP, EVFTA là điều hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay của đất nước. Cùng với đó, cần đưa ra những giải pháp triển khai hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tìm kiếm mở rộng thị trường, liên kết,
hợp tác đầu tư, việc tăng cường kết nối doanh nghiệp trong sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ thông qua triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước, xây dựng các mối liên kết, trao đổi trong sản xuất, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp tại các hội chợ, triển lãm sẽ là những giải pháp cơ bản để phát huy hơn nữa vai trò liên kết gắn sản xuất với kinh doanh của các doanh nghiệp, đồng thời cũng là những hoạt động thiết thực để phát huy hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.